Bom lại được giới thiệu với cả nhà. Em vừa về được một cái lô mai cúc 150 cánh ha. Cái lô này nhỏ thôi nha cả nhà, cao tầm khoảng ngang tay của em trở lại thôi. Và đặc biệt là được uống trong cái ghép trong cái ghệ uống rất là đẹp nha. Đây rất là cuộn cuộn luôn đây. Đây đây cả nhà. Đó. Đây, lúc trước thì em có cái loại 190. Bây giờ thì em về một cái lô mới. Lô này quấn rễ đẹp ha. Nhưng mà cây thì nó nhỏ hơn cây kia nha. Cây cao tầm khoảng ngang tay thôi. Nhưng mà gốc thì đẹp nha, gốc thì đẹp. Chỉ em bán 150 một cặp thôi. Em sẽ bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn á. Nè, cái gốc nè, gốc rất là đẹp nha. Đó, 150.000 một cặp, bao phí vận chuyển luôn. Đây là cúc 150 cánh nha cả nhà. Đó, rất là đẹp nha. Cây rất là xum xuê luôn nè. Nó nhỏ nhưng mà nhìn nó đẹp nha. Và đặc biệt là gốc của nó cũng đẹp lắm. Rồi, ai thích thì liên hệ bên phường Mai Chức Chè Bông nha. Và bên đây là loại mai xoắn nha cả nhà. Mai tự xoắn nha. Đó, lóng quấn rất là đẹp luôn nha. Đó, thì cái lô này em cũng bán với giá là 180.000 một cặp. Em sẽ bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn nha. Một cái nghệ thuật mà không phải ai làm cũng được đâu. Đó, nó quấn như thế này đây. Quấn cục cục luôn ha. Đây, cây nào cũng quấn hết nha. Đó, em cho cả nhà xem. Đó, cái này thì em bán với giá là 180.000 một cặp, em bao phí vận chuyển luôn nha cả nhà. Rồi ai thích thì liên hệ bên vườn mai Chức Chè Bông nha.